dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mùa giải V3 2018 đã chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong lối chơi của Dư Minh An, cầu thủ chỉ biết truyền tại mùa 2017. Đặc biệt, anh đã cho thấy mình là then chốt của mặt trận phòng ngự, yếu tố cực kỳ quan trọng trong chiến thuật của huấn luyện viên David Letton. Vậy mà chỉ với một lần tiếp đất nguy hiểm sau pha tranh chấp trên không, hậu vệ tài năng này đã phải ngậm ngùi ngồi ngoài trong giai đoạn nước rút, để lại một lỗ hổng rất lớn trong hệ thống lối chơi của Sài Gòn Heat cũng như những trái tim người yêu mến ông 30. Thời điểm ấy là giai đoạn nước rút của mùa giải, vậy mà mình chỉ có thể ngồi ngoài cổ vũ, nhìn đồng đội xả thân trong từng pha bóng, ức chế và bất lực không tả. Nhiều lúc chỉ muốn xỏ giày lao vào sân để sát cánh cùng anh em. Dư Minh An trải lòng: cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau thời gian dài điều trị và tập luyện hồi phục, Dư Minh An đã có thể quay trở lại sân đấu dưới màu áo tuyển thành phố Hồ Chí Minh, mở ra hy vọng cho người hâm mộ về cơ hội tiếp tục góp mặt cho V3 2019. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Được điều trị và phục hồi tốt, Dư Minh An đã sẵn sàng trở lại. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thông tin xung quanh chấn thương của Dư Minh Anh lúc bấy giờ rất được mọi người quan tâm. Câu hỏi đặt ra là liệu An có thể trở lại kịp vòng La? Và rồi kết quả chuẩn đoán cho biết dây chằng chéo bị tổn thương khá nặng, mùa giải của anh phải kết thúc ở đây. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nói về khoảng thời gian chấn thương và tạm nghỉ thi đấu để điều trị, Dư Minh An kể lại: trở về thành phố Hồ Chí Minh sau trận đấu, ban lãnh đạo và huấn luyện Sài Gòn Heat ngay lập tức đã sắp xếp đưa mình đi chụp và khám lâm sàng, tham khảo ý kiến từ các bác sĩ trong và nước ngoài. Bên cạnh bác sĩ riêng của đội luôn theo sát tình hình thì các anh em đồng đội, huấn luyện viên và nhân viên Sài Gòn Heat cũng đã nhắn tin hỏi thăm An rất nhiều. Và đặc biệt, phía ban tổ chức giải V3 cũng đã phối hợp với Liên đoàn bóng rổ thành phố hỗ trợ đưa mình sang Philippines để nhận được phương án điều trị tốt nhất. Rất may là tình hình không đến nỗi quá tệ, dây chằng không bị đứt nên không cần phẫu thuật. Sau một thời gian tập vật lý trị liệu phục hồi cùng anh Vũ ở phòng tập Người Việt Khỏe, mình cũng kịp quay lại tham gia đại hội toàn quốc dưới màu áo tuyển thành phố Hồ Chí Minh. Qua đây, An cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Sài Gòn Heat, giải V3 và liên đoàn đã quan tâm giúp đỡ rất nhiều trong quá trình điều trị. Là một trong những cầu thủ được Sài Gòn Heat miễn đăng ký bảo vệ theo điều luật mới của V3, Dư Minh An đã sẵn sàng quay lại V3 hơn bao giờ hết. Hiện tại An đã hoàn toàn bình phục và cực kỳ háo hức được tham gia V3 2019. Những gì còn dang dở ở năm trước, mình chắc chắn sẽ dốc hết sức để cùng Sài Gòn Heat chinh phục được vị trí cao nhất. An chia sẻ thêm: cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cùng chờ đợi một Dư Minh An trở lại như thế nào tại V3 2019 trong màu áo Sài Gòn Heat nhé. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nguồn: V3. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. 16 giờ ngày 5 tháng 4 năm 2019.